Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, và con kính tri ân sư. Bài học hôm nay: thế nào là ứng cúng 150 kinh nói cho dân Na Gá Rá Huỳnh Đã Na Gá Ra Quỳnh Đầy Giá Xuất Tá. Chúng con thành kính đảnh lễ thỉnh Ngài Tỳ Siêu Từ Bi giảng giải bài học ngày hôm nay. Ngài Tỳ Siêu Từ Bi. Con bị rối một chút xíu, con xin sám hối. Con cung thỉnh Ngài Tỳ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay, và con kính dâng mít đến Ngài. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Nam Mô Bụt Thầy. Kính lễ Tam Bảo. Kính chào Thượng Tôn Đức và thật chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Đã kính thưa quý vị, từ xưa đến bây giờ khi mà người ta đem lòng tín ngưỡng một cái tôn giáo thì người ta quan niệm người mà thừa hành cái giáo lý đó xem như là bậc đáng kính trọng, đáng cúng dường. Ở đâu cũng được, và điều này không phải là Đức Phật Ngài muốn nói lên để Ngài chỉ trích, hay là Ngài muốn tự đề cao, nhưng mà Ngài thấy cái thúc duyên của các dân chúng Na Gá Rá Huỳnh Đá có thể hiểu được ý nghĩa này mà có cái niềm tin một cách chân chính để đem lại lợi ích cho họ, nên Đức Phật Ngài mới nói lên cái bài kinh này để Ngài dạy cho họ cách trả lời khi có các vị sa môn du sĩ ngoại đạo chất vấn người cư sĩ đó. Người cư sĩ đó phải biết cách trả lời. Như thế nào gọi là bậc đáng cúng dường, như thế nào là người không đáng cúng dường, lý do tại sao, và làm sao biết được những sa môn bà la môn đó là người có đủ tiêu chuẩn thành tựu là bậc cúng dường, thì Đức Phật Ngài cũng dạy cho điều đó. Ở cái bài kinh này, nếu người Phật tử chúng ta nghe kỹ, học thuộc lòng các cái câu nói mà Đức Phật đã dạy cho các dân chúng Na Gá Rá Huỳnh Đá, thì nó cũng sẽ rất lợi lạc cho chúng ta. Khi mà có ai chắc chắn chúng ta hỏi, chúng ta nói để họ, để trả lời cho họ,
Thì bài kinh này cũng ngắn thôi chứ không có dài thưa quý vị, và ý nghĩa cũng chỉ có ba phân đoạn đó. Nên lấy cái nội dung này mà bài học Thượng Tọa Giác Đẳng lấy cái tựa đề thế nào là bậc ứng cúng. Như vậy bây giờ thì chúng ta hãy nghe Thượng Tọa Pháp Đăng vị giảng sư hôm nay sẽ giảng bài kinh môn trung bộ này. Nhưng trước hết tôi xin mời cô Nhật Quỳnh vị trì chúng trong ngày hôm nay sẽ đọc bài, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng tỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng thuyết giảng. Nam mô Bổn Thầy. Và sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh tri ân Ngài Tự Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Và con xin phép được đọc phần chánh văn và cảm ơn Minh Sư. Thế nào là bậc ứng cúng? 150 kinh nói dân Nagara Huynh Đa, Nagara Huynh Đầy Giá Xuất Tá. Khi ghé ngang làng Nagara Huynh Đá, Đức Thế Tôn đã dạy cho những người Bà La Môn ở đó cách trả lời khi được hỏi bởi các du sĩ ngoại đạo: thế nào là một người đáng được cúng dường? Lời dạy của Đức Phật vừa là sự hướng dẫn cách trả lời, vừa là để người nghe lãnh hội thế nào là sự thanh tịnh nội tại. Hai khái niệm thanh tịnh và ứng cúng được xem là đỉnh điểm của văn hóa Bà La Môn giáo. Chỉ có Phạm Thiên hai thượng đế mới thanh tịnh tuyệt đối. Chỉ có đấng thanh tịnh tuyệt đối mới được gọi là bậc ứng cúng. Những Bà La Môn trong làng Nagara Huynh Đa giống có túc viên là nhượng kính Đức Phật. Khi nghe giảng dạy về sự không chấp trước đối với căn, cảnh và thức thì phát tâm quy y Tam Bảo. 687. Bậc đoạn tận phiền não là bậc đáng cúng dường, và để phiền não được đoạn tận cần thực tu, thực chứng. Tôn giáo thường nhấn mạnh ở niềm tin và lý tưởng. Đức Phật dạy rõ con người đường dẫn đến giác ngộ giải thoát y cứ trên sự thực hành cụ thể. Kinh văn. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn du hành giữa dân chúng Cô Sa Lá cùng với đại chúng tỳ kheo, và đi đến một làng Bà La Môn của dân chúng Cô Sa Lá tên là Nagara Huynh Đá. Các Bà La Môn gia chủ ở Nagara Huynh Đá được nghe như sau: Sa môn Gotama là Thích Tử, xuất gia từ dòng từ gia tộc Sát Cá Thích Ca, đang du hành giữa dân chúng Cô Sa Lá cùng với đại chúng tỳ kheo, và đã đến một làng Bà La Môn của dân chúng Cô Sa Lá tên là Nagara Huynh Đá. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về tôn giả Gotama. Ngài là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Với thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với chúng sa môn, bà la môn, các loài trời và người. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn nghĩa. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch. Lành thai nếu được yết kiến một A-la-hán như vậy. Rồi các vị Bà-la-môn gia chủ Nagara Huynh Đá đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, một số người nổi lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm, thân hữu liền ngồi xuống một bên. Một số người chắp tay vái chào Thế Tôn rồi xuống một bên. Một số người nói lên tên họ trước Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Một số người
im lặng ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với những bà lã môn gia chủ ở Nagara Quỳnh Đá đang ngồi một bên. Người gia chủ, nếu những du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau: này gia chủ, hạng sa môn, bà lã môn nào không đáng tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường? Được hỏi vậy này, các gia chủ, các du sĩ ngoại đạo ấy cần được trả lời như sau: những sa môn, bà la môn nào đối với các sắc do mắt nhận thức, không ly tham, không ly sân, không ly si, nội tâm không tịch tịnh, sở hành thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp khi thăng bằng, khi không thăng bằng, những sa môn, bà la môn như vậy không đáng cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường. Vì sao vậy? Chúng tôi đối với các sắc do mắt nhận thức, không ly tham, không ly sân, không ly si, nội tâm không tịch tịnh, sở hành, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, khi thăng bằng, khi không thăng bằng, nhưng chúng tôi không thấy các vị ấy hơn sở hành thăng bằng của chúng tôi. Do vậy, các tôn giả sa môn, bà la môn ấy không đáng được tôn trọng, cung kính, lễ bái, cúng dường. Những vị sa môn, bà la môn nào đối với các tiếng do tai nhận thức, vân vân, đối với các hương do mũi nhận thức, vân vân, đối với các vị do lưỡi nhận thức, vân vân, đối với các xúc do thân nhận thức, vân vân, đối với các pháp do ý nhận thức, không ly tham, không ly sân, không ly si, nội tâm không tịch tịnh, sở hành thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp khi thăng bằng, khi không thăng bằng, các sa môn, bà lã môn ấy không đáng được tôn trọng, cung kính, lễ bái, cúng dường. Vì cỡ sao? Chúng đối với các pháp do ý nhận thức, không ly tham, không ly sân, không ly si, nội tâm không tịch tịnh, sở hành thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp khi thăng bằng, khi không thăng bằng, nhưng chúng tôi không thấy các vị ấy hơn sở hành thăng bằng của chúng tôi. Do vậy, các vị sa môn, bà la môn ấy không đáng được tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường. Được hỏi như vậy, này các gia chủ, các ông cần phải trả lời như vậy cho các du sĩ ngoại đạo ấy. Nhưng này các gia chủ, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau: này các gia chủ, hạng sa môn, bà la môn nào đáng tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường? Khi được hỏi vậy, này các gia chủ, các ông cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: những sa môn, bà la môn nào đối với các sắc do mắt nhận thức, ly tham, ly sân, ly si, nội tâm tịch tịnh, sở hành thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp được thăng bằng, các sa môn, bà la môn như vậy được đáng được tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường? Vì sao vậy? Chúng tôi đối với các sắc do thân nhận thức, không ly tham, không ly si, không ly sân, không ly si, nội tâm không tịch tịnh, sở hành thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp khi thì thăng bằng, khi không thăng bằng, nhưng chúng tôi có thấy các vị ấy hơn sở hành thăng bằng của chúng tôi. Do vậy, các sa môn, bà lã môn ấy đáng được tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường. Những sa môn, bà la môn nào đối với các tiếng do tai nhận thức, vân vân, đối với các hương do mũi nhận thức, vân vân, đối với các vị do lưỡi nhận thức, vân vân, đối với các xúc do thân nhận thức, vân vân, đối với các pháp do ý nhận thức, ly tham, ly sân, ly si, nội tâm tịch tịnh, sở hành thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp được thăng bằng, những sa môn, bà la môn ấy đáng được tôn trọng, cung kính, lễ bái, cúng dường. Vì sao vậy? Chúng tôi đối với các pháp do ý nhận thức, không ly tham, không ly sân, không ly si, nội tâm không tịch tịnh, sở hành thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp khi thăng bằng, khi không thăng bằng, nhưng chúng tôi có thấy các vị ấy hơn sở hành thăng bằng của chúng tôi. Do vậy, những sa môn, bà la môn ấy đáng được tôn trọng, cung kính, lễ bái, cúng dường. Khi được hỏi vậy này các gia chủ, các ông hãy trả lời như vậy cho các vị du sĩ ngoại đạo ấy. Này các gia chủ,
Nhưng nếu du sĩ ngoại đạo ấy hỏi các ông như sau: do căn cứ gì về các tôn giả ấy? Do truyền thống gì các vị nói về tôn giả ấy như sau? Chắc chắn các tôn giả ấy là đi tham, hay đang đi trên con đường điều phục tham. Hai ly sân, hai đang đi trên con đường điều phục thân. Hai ly si, hai đang đi trên con đường điều phục si. Khi được hỏi vậy, này các gia chủ, các ông hãy trả lời các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: các tôn giả ấy sống tại các trú xứ xa vắng trong các khu rừng ngàn tịnh, nhưng tại các chỗ như vậy không có các sắc do mắt nhận thức để họ có thể thấy, và sau khi thấy có lòng thích thú. Nhưng tại các chỗ như vậy không có các tiếng do tai nhận thức để họ có thể nghe, và sau khi nghe có lòng thích thú. Nhưng tại các chỗ như vậy không có hương do mũi nhận thức để họ có thể ngửi, và sau khi ngửi có lòng thích thú. Nhưng tại các chỗ ấy như vậy không có các vị do lưỡi nhận thức để họ có thể nếm, và sau khi nếm có lòng thích thú. Nhưng tại các chỗ như vậy không có các xúc do thân nhận thức để họ có thể cảm giác, và sau khi cảm giác có lòng thích thú. Chư hiền, do căn cứ này, do những truyền thống này mà chúng tôi nói về các tôn giả ấy như sau: thật vậy, chư tôn giả ấy ly tham, hay đang đi trên con đường nhiếp phục tham. Hai ly sân, hai đang đi trên con đường nhiếp phục sân. Hai ly si, hai đang đi trên con đường nhiếp phục si. Khi được hỏi vậy, này các giới chủ, các ông hãy trả lời các du sĩ ngoại đạo như vậy. 688. Hiểu đích xác cách trả lời cho người khác cũng là tìm được câu trả lời cho bản thân. Được hướng dẫn để trả lời đúng, nhưng từ câu những vị Bà La Môn hiểu được đối tượng xứng đáng được tôn kính, cúng dường và phát tâm quy ngưỡng Tam Bảo. Kinh văn: khi nghe nói vậy, các Bà La Môn tôn giả, các Bà La Môn gia chủ ở Nagara Vinda nói với Thế Tôn: vi diệu thai tôn giả Gotama, thật vi diệu thai tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, hơi bài những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện để trình bày. Và nay chúng con xin quy y tôn giả Gotama. Quy y pháp, quy y chúng tỷ kheo tăng, mong tôn giả Gotama nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay trở đi cho đến mạng chung, chúng con vọn đời quy ngưỡng dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Alo. Alo, quý vị nghe được không? Dạ, mời quý vị. Thì hôm nay chúng ta học còn hai bài kinh nữa là xong cái kinh Trung Bộ 152 bài. Nhưng mà gần như là những cái bài kinh mà bữa hôm trước giờ chúng ta học liên tục mà khoảng mười mấy bài kinh, thì Phật thì đều dạy về cái cách tu tập. Thì ở trong đây đó thì đây cũng là một cái cách giống như là hiểu được cái sự hiểu được cái phân biệt nó đúng sai đó, thì tự mình cũng sửa được cho mình tốt đẹp. Thì ở trong cái bài kinh này đó thì chúng ta thấy những vị Bà La Môn này là người có duyên với Đức Phật, và Đức Phật ngài cũng biết được và
Ngài cũng đã có cái cách để hỏi những cái vị Bà La Môn này. Khi mà Ngài ở trong cái làng Naga Vinda, là những cái người Bà La Môn, và Ngài cũng nói về cái cách thực hành, và mình phải thường theo dõi thì mới có thể biết được, mình gọi giống như là mình gọi là có chánh niệm khi mà tiếp xúc. Đây cũng là một bài kinh mà có nhiều khi trong những bài kinh đại kinh Sư Tử Hống mà Đức Phật đã nói rằng nếu mà sống chung với một người đó, mình phải có cái sự quan sát thì mình mới biết được vị đó là một vị đạo sư hoàn hảo, thì nó cũng giống như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài dạy khi mà một cái người mà có cái cách để chế ngự và biết được cái cách để chế ngự, thì người đó có cái khả năng để chế ngự từ từ. Và đó cũng là cái cách tu tập và cũng là cái cách để trả lời khi một cái người họ hỏi mình và mình trả lời để họ thấy được cái sở hành hay là cái cách tu tập của mình nhận thức là được đúng đắn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với một người có con mắt á, chúng ta nhìn thấy dù là người trời, dù là các giai cấp Bà La Môn, Sắc Đế Lợi hay là gia chủ hay là Chiên Đà La hay là Thủ Đà La, bất luận người Đông Tây Nam Bắc, mình thấy được nếu là người đó có mắt mà họ không có ly tham đó, thì họ có hành động tham lam. Khi mà họ thấy thì họ tìm cái cách để tước đoạt, tìm cái cách để sở hữu phi pháp. Như vậy thì không có phải xứng đáng là người sống mà làm lợi ích cho ai hết. Chính vì cái điểm đó, đó nên Đức Phật nói rằng không có gọi là ly tham đó, gọi là một người mà mắt nhìn thấy mà họ có tham. Thì chính cái tham đó họ làm biết bao nhiêu cái việc tội lỗi. Nếu chúng ta nhìn vào những cái phiên tòa xử những cái tội lỗi đó, dù là cái tội nhỏ hay lớn đó, thì nó đều là một cách để tước đoạt của người khác, hoặc là hủy hoại một người khác vì một cái ý thức nào đó, vì một cái sự bất đồng nào đó, hay là vì một cái mong muốn nào đó mà họ đã làm cái việc mà từ cái lòng tham của họ. Nên thường thì nhìn chung vào đó, thì chúng ta học tu tập đó, thì chúng ta cũng đưa tâm quán xét về cái sự tham. Và một cái người ly tham đó, chỉ có những người ly tham đó thì họ không có tham từ con mắt, từ mắt họ mà không tham đó thì họ luôn luôn bỏ được. Chúng ta thấy nhiều khi á, những cái người Bà La Môn đó, họ coi người nào có 32 đại nhân tướng và 80 vẻ đẹp đó, thì người đó chỉ chọn hai con đường, một là du chuyển lưng tinh thương, hai là vị đó thành Phật, khi tu thành Phật. Thì chính vì chúng ta thấy rằng một cái vị vua chuyển lưng tinh phương có những kho báu mà vị đó từ bỏ kho báu, tất nhiên là cái tâm của vị đó đó đã mạnh, rất là mạnh, ly tham rất là mạnh, và vị đó chỉ không mong đến cái sự chứng ngộ niết bàn. Nên nhiều khi chúng ta thấy rằng có những lúc mà Đức Phật Ngài trình bày về những người có túc duyên đó, ví dụ công tử Gia Xá có ba tòa bảo điện, hay là đi dép bằng vàng, dù bằng vàng, có cung tần phi nữ hầu hạ ngày đêm, nhưng mà những cái vị đó đó nhìn thấy những cái lạc thú đó nó cũng không có gì. Hay là chúng ta thấy như ngày Mục Kiền Liên, ngày Xá Lợi Phất vậy đó, đi coi những cái tuồng gánh hát với một cái đoàn tùy tùng rất đông, nhưng mà các ngài thấy cũng giống như cái tuồng hát cũng nhắc nhở cho mình, giống như cuộc đời của mình lúc lúc nhỏ cho đến lúc lớn và chết đi. Thì chính những cái điều đó đó, nên những người mà có mong cầu cái sự giác ngộ đó, thì họ thấy tất cả những cái người sống trong đời họ sống đó, họ có cái họ đi tìm cầu, và cái sự tìm cầu của họ đó nó cũng có rất là nhiều những sự khổ lụy. Nên đó, thường thường chúng ta thấy trong bài kinh Đại Cổ Uẩn mà Đức Phật Ngài nói rằng một cái người khi họ có tham đó thì họ phải bị những cái tù tội vì họ lấy của người khác. Còn một người ly tham đó
thì họ với cái sự không có dính mắc ở trong cái sự sở hữu, và họ muốn thành tựu được sự chứng ngộ niết bàn, chấm dứt cái vòng luân hồi sinh tử. Như vậy thì khi một người có tham đó, thì tham nó không ở đâu ngoài con mắt của gì, con mắt không có tham ở đâu ngoài con mắt hết. Con mắt của chúng ta đó nhìn thấy cảnh sắc, thì chúng ta thường biết đó là cái quả hiện tại, nói với cái nhân hiện tại, là khi mà thọ duyên cho ái đó, thì có hữu, có hữu và có sanh già chết trong tương lai. Còn một cái người mà khi mà họ có cái mắt họ nhìn thấy cảnh sắc, nhưng mà họ có cái sự chánh niệm tỉnh giác, họ từ bỏ tham được đó, thì họ đã đi trên con đường của các bậc thánh, họ đi trên con đường để ly tham hoàn hảo. Như vậy thì ở đây Đức Phật ngài muốn nói đó, một cái người họ có cái tâm mà bất thiện cũng do mắt họ thấy, và một người có cái tâm thiện cũng do mắt họ thấy, nhưng mà họ ngược lại những cái người kia thấy rồi chiếm hữu, rồi cái người này thấy đó, thì họ quán xét cái sự vô thường, khổ, vô ngã, chúng sanh đi với cái nghiệp của mình. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái tâm thiện mà làm cái việc tu tập đó, là trong cái sự quán xét mắt với cảnh sắc, do cái sự nhận thức của tâm nhãn thức xúc thọ đó, thì họ luôn luôn ngăn chặn được cái tham ái, chính là cái sự không tham do cái tâm thiện. Còn khi mà họ hướng tâm đến thiền định đó, thì họ mới có thể chứng thiền được. Nên bình thường quý vị thấy một người mà có nhiều tham đó, đối với dục lạc đó, thì họ không thể nào chứng thiền được. Một cái người mà họ muốn chứng thiền đó, họ phải từ bỏ những cái dục lạc. Những cái dục lạc đó, chúng ta thấy một cái người mà chứng được sơ thiền ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Như vậy chúng ta thấy rằng những cái bài học của Đức Phật đó, căn bản đó, khi mà mình nhìn vào mắt và cảnh sắc, nếu mà có ly tham là cái sự tu tập đúng đắn, còn khi tham đó thì nó làm cho các cái căn của mình không có thăng bằng. Thân nghiệp mà là mình hành động theo cái cách trộm cắp, khẩu nghiệp là những cái lời nói của mình theo cái cách chiếm hữu, ý nghiệp của mình là muốn được cái vật đó. Như vậy á, thì chúng ta gọi là một cái người tu tập mà họ không có thăng bằng. Còn khi một người mà tu học có thăng bằng đó, thì họ luôn luôn đó, họ gìn giữ được cái sự thu thúc đó. Nên thường thường quý vị thấy một vị sa môn đó, nó có căn bản là thu thúc lục căn, nhãn căn đối với cảnh sắc. Nên Đức Phật ngài mới dạy cái sự thu thúc lục căn đó bằng cái sự chánh niệm tỉnh giác. Nên cái sự dạy của Đức Phật đó cũng để nhận định được một cái người có tu hay là một cái người không có tu. Vì một cái người không có tu đó thì họ luôn luôn đó, họ chạy theo và với cái sự thất niệm của họ đó, là họ nhìn vào và họ không có cái sự chánh niệm. Nên khi họ thấy thì họ muốn nhiều, và cái sự muốn nhiều đó làm cho sự khổ đau của họ nhiều, do cái lòng tham thúc đẩy họ làm những chuyện phi pháp. Rồi chúng ta thấy rằng tham là một vấn đề, nhưng mà bên đó đó mắt cũng nhìn thấy cảnh sắc, nhưng mà sân nổi lên. Một cái người mà họ muốn chiếm hữu đó, thì có những cái người họ gìn giữ. Ví dụ chúng ta thấy người phụ nữ có cha mẹ chú bác anh chị, có pháp luật gìn giữ đó, thì người tìm cái cách để mà hủy hoại những cái đối tượng đó, cái sự cản trở, cái sự mong mỏi của mình. Nên thường thường những cái người mà họ có cái thân nghiệp sân hận đó, thì họ làm cái việc mà giết hại những người, tuy rằng người đó là những người thân của mình, hay là người yêu của mình, hay là người vợ của mình, họ cũng có thể giết được khi mà họ không vừa lòng. Hoặc họ nghi kỵ người đó, đó có cái sự không có chung thủy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng không có ly tham ly sân đó, thì cái sở hành thân nghiệp khẩu nghiệp đó, ý nghiệp đó, nó gọi là không có thăng bằng. Khi một người có thăng bằng là nhờ có chánh niệm, nên họ mới đi trên con đường không có thăng bằng, bằng cái sự thăng bằng đó là như vậy. Quý vị, cái lúc trước mình học cái bài kinh Đức Phật này cũng nói về một cái người có thăng bằng đó, là người đó có cái tâm mà chánh niệm tỉnh giác.
Còn một cái người không thăng bằng á, thì giống như là lúc có niệm, lúc không có niệm. Thì lúc có niệm á, thì giống như họ thăng bằng, nhưng mà lúc không có niệm á, thì họ không có thăng bằng. Có nghĩa là họ khởi cái niệm hay là thân khẩu ý của họ đó, là nó có tham, có sân, có si. Nó thúc đẩy những cái lời nói, những cái hành động của người đó. Bởi vì cái tâm mà không có chế ngự đó, thì nó luôn luôn tạo ra cái sự đau khổ. Nên Đức Phật ngày mới dạy trong Kinh Pháp Cú đó, cỏ làm hại ruộng vườn đó, tham làm hại người đời. Bố thí người ly tham như vậy được phước lớn. Bởi vì tham nó không ngoài mắt đối với tất cả chúng sanh. Hay là tham nó không ngoài cái lỗ tai chúng ta. Bởi khi chúng ta nghe một cái lời nói đó, nhiều khi mình nghe những cái câu chuyện đó, người ta nghe những câu chuyện đó, hay trong phẩm chiến sĩ có nói đó, bụi mù giấy rồi tiếng la hét là những cái điều mà một cái vị chiến sĩ đó bị ngã gục, là muốn nói đến một cái người khi mà nghe họ thấy cờ xí nhưng mà chưa có trùng dân, nhưng mà khi họ nghe tiếng la hét, tiếng la hét ở đây là những cái tiếng mình có thể hiểu như là những cái tiếng của âm thanh của những người mà làm cho mình chao động. Nhiều khi quý vị thấy có nhiều cái câu chuyện những vị tỳ khưu tu tập ở trong rừng núi, rồi nghe những cái khi mà ngồi trên những cái đỉnh đồi núi nhìn vào làng mạc, thấy người ta ca hát, vị này nũng chí muốn trở về đời sống thế tục, thì chúng ta thấy rằng những cái khổ lụy đó nó cũng không ngoài cái lỗ tai chúng ta. Khi mà cái lỗ tai chúng ta nghe cái cảnh thinh, đó là những cái tiếng do người ta tạo nên. Thường thường quý vị chỉ thấy tiếng kèn là do xe tạo nên, tiếng hát là do người tạo nên, tiếng đàn là do âm thanh của cái đàn tạo nên, tiếng trống là do cái âm thanh từ trống tạo nên. Và mình nghe những cái âm thanh đó, mình đã không có chánh niệm. Và khi không chánh niệm như vậy đó, thì thân nghiệp của mình nó dao động, khẩu nghiệp dao động và ý nghiệp dao động. Nó làm cho cái thân khẩu ý không có được thăng bằng. Thăng bằng muốn nói đến người đi luôn nào cũng không có nghiêng bên này nghiêng bên kia, giống như chúng ta thấy những cái người mà họ đi trên dây đó, họ cầm cái cây, làm cầm cái cây đó, khi mà họ nghiêng qua đây đó, thì họ đưa cái cây qua đây để cho họ có thăng bằng. Hay là mình thấy một người mà tập đi xe đạp đó, hay là xe Honda mới tập đó, thì họ làm sao phải có thăng bằng. Khi thăng bằng họ mới đi xa được, còn khi mà họ không thăng bằng thì họ phải té. Thì cái chỗ mà thăng bằng là chúng ta hiểu rằng mình không có ở trong cái sự chi phối. Còn nếu mà mình thăng bằng thì mình không có chi phối, mà không có bị chi phối thì mình có giữ cái tâm mình thăng bằng được. Như vậy thì Đức Phật ngày dạy cho những người bà la môn này biết để thấy được những người nào là những vị sa môn, bà la môn. Vì thường thường chúng ta thấy là trên đời này Đức Phật ngày dạy một cái người sống trong đời đó, thì họ luôn luôn phải có tôn kính cái hướng trên. Hướng trên là những hướng sa môn, bà la môn, là những người mà mình chôn của để dành đó, mình gọi là tạo phước đó. Thì Đức Phật này dạy những cái điều đó, đó để cho chúng ta thấy rằng cái việc mà chúng ta sống trong đời đó, chúng ta phải tạo nghiệp thiện và mình nói rằng ủng hộ cho những cái người tu hành, họ có những cái điều kiện để họ tu tập giải thoát, để rồi mình cũng có được cái phước duyên, những cái thiện nghiệp, rồi trong những kiếp lai sanh mình có tu hay là mình có hành trì đó, thì cũng có người ủng hộ. Thì những cái điều đó đều là một cái mắt xích nhân quả được Đức Phật ngày dạy. Khi mà mình có mắt nhìn thấy những vị sa môn, bà la môn, những người đáng để cho mình cúng dường, thì như vậy đó là những cái việc mà mắt thấy, tai nghe mà mình có được cái sự tiến bộ là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đó, mình hiểu được như thế nào gọi là thanh tịnh. Vì mình đã có suy nghĩ đúng đó, thì cái sự suy nghĩ đúng và cái sự hành trì đó cũng làm cho mình tiến bộ. Còn một người mà họ không thấy cái cách để làm cho thanh tịnh đó, thì họ không thể nào mà họ làm cho thanh tịnh được. Nên đó, cái cách làm cho thanh tịnh nó rất là quan trọng. Như vậy thì khi mà mắt nhìn thấy cảnh sắc đó, thì vì đó phải chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác ở đây đó, thì chúng ta thấy rằng một cái sự quán xét để từ bỏ, hay là một cái sự thu thúc
để không có bị cuốn hút hoặc là một cái sự quán tưởng như thế nào đó để thấy được những cái khổ lụy trong cái đời sống. Nên thường thường quý vị cũng nghe nhiều cái câu chuyện những cái vị mà trước đó là những cái vị đi ăn xin, được Ngài Xá Lợi Phất, Ngài tế độ, rồi vị đó tu tập một thời gian, vị đó muốn trở về đời sống. Khi mà thấy cái thân mình nó tròn trịa, gương mặt của mình, rồi mình tự không bằng lòng với sự đi khất thực, muốn trở về đời sống thế tục. Rồi vị đó tự nhìn cái bộ đồ ăn mài của mình, những cái chiếc bát, những cái cây gậy, nhớ lại những cái năm tháng khổ lụy, vị này thì tự thức tỉnh mình và tiếp tục hành trì. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái cách nào đó để cho mình làm cho cái tâm của mình nó trở về cái trạng thái thăng bằng, không có bị dao động bởi tham sân si, thì cái cách đó là cách để cho mình tiến bộ. Như vậy thì ở chỗ Đức Phật Ngài nhận định và Ngài dạy đó, cái nghĩa là cái sự làm khổ đời là điều do mắt không có thu thúc, tai không có thu thúc, mũi không có thu thúc, miệng không có thu thúc, thân không có thu thúc và tâm không có thu thúc. Chúng ta cũng coi những cái câu chuyện bổn sanh, rất nhiều những cái câu chuyện mà những người mà họ không có chế ngự được cái gì đó thì họ cũng cũng có những cái thân hoặc khẩu của họ đó làm cho các cái loài thú nó cũng nhận thức được. Như là cái câu chuyện mà Đức Phật Ngài kể là có kiếp Ngài sanh làm con kỳ đà, và một cái vị du sĩ đó được con kỳ đà kính lễ mỗi ngày từ trong hang chung ra. Nhưng mà bữa hôm đó cái vị du sĩ này đi khất thực và được người ta cho ăn cái loại vật thực, vị này cảm nhận thấy ngon, vị này hỏi ra thì nói là thịt kỳ đà, và hỏi cái cách để làm, rồi hỏi cái gia vị để làm cái loại thịt này. Và khi mà vị du sĩ này đã có cái tâm niệm như vậy đó, thì cái thân hành hay khẩu hành, ý hành nó làm người đó không có còn đoan chánh nữa. Con kỳ đà bữa đó từ trong hang bò ra, nhìn thấy cái vị du sĩ đó thấy khác lạ và có sự phòng hộ. Cuối cùng thì vị đó đã giấu một khúc cây để ném con kỳ đà cho chết, nhưng mà con kỳ đà đã biết được. Thì chúng ta thấy rằng một cái người khi mà họ họ mà có cái nội tâm bị tham chi phối, khi mà họ ăn một thịt gì đó mà họ ăn ngon rồi đó, thì cái tưởng cái tưởng đó nó in lại, và vị đó muốn thưởng thức lại những cái món ăn đó, cái vị tưởng đó làm cho vị đó, nghĩa là cái tâm vị đó nó mong mỏi và tìm cái cách để hưởng thụ. Nên từ những cái câu chuyện đó thì cho chúng ta thấy rằng khi một cái người mà có cái tâm thăng bằng đó thì lúc nào họ cũng có sự thu thúc, nhưng mà khi một người mà không có cái sự thăng bằng đó thì thân khẩu và ý của họ đó nó bị không có thăng bằng, làm cho cái thân hành của họ, cái khẩu hành của họ, cái ý hành của họ đó nó trở thành nghiêng lệch về tham sân. Và cái nguyên nhân si mê đó là cái cội nguồn, bởi vì si mê đó là cái sự không biết, không hiểu điều cần biết, cần hiểu. Nên Đức Phật này nói rằng một cái người có cái nội tâm không có tịch tịnh đó, thân nghiệp khẩu nghiệp nó không cân bằng đó, thì nó không có thể nào mà tiến bộ được. Cái chỗ mà Đức Phật này dạy một cái người bước vào cái con đường tu mà có sự tu tập liên tục đó, thì họ luôn luôn phải có chánh niệm, nên họ kiểm soát các cái giác quan, mắt đối với cảnh sắc, tai đối với cảnh thinh, mũi đối với ý, miệng đối với cảnh vị, thân đối với cảnh xúc, tâm đối với cảnh pháp, bằng nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Họ giữ cái đó, có cái sự chánh niệm tỉnh giác. Như vậy thì Đức Phật này muốn dạy cho những vị bà la môn ở cái ngôi làng này để biết trả lời và biết được cái cách, một cái con đường, một cái đạo lộ tu tập mà để ly tham, để cho cái tâm mình có tịch tịnh, cái sở hành thân nghiệp khẩu nghiệp mình có được cái sự tốt đẹp mà thăng bằng trên con đường tu tập giác ngộ, sự giải thoát. Như vậy thì một cái người mà đáng được tôn kính
là cái người có cái sự thu thúc này, cái sự thu thúc hay là cái sự thành tựu viên mãn được cái tâm mà thoát ly được cái phiền não. Bởi thường thường chúng ta biết rằng tham sân si này đó là một cái phiền não căn bản của chúng sanh khi mà không có biết tu tập. Bởi vì khi mà không biết tu tập đó thì không có hiểu con đường tu tập nên mà các cái giác quan tiếp xúc với các cái trần cảnh đó, với cái thức nhận định đó, thì khi xúc thọ đó thì có ái. Ái đó là cái bánh xe mà trong cái thập nhị nhân duyên đó, thấy thọ duyên cho ái. Còn khi một cái người mà có sự thu thúc đó, thì họ giữ cái tâm họ chánh niệm, họ có cái chánh niệm, và cái chánh niệm đó làm cho cái thân nghiệp của họ là đối với con mắt, đối với cảnh sắc đó họ cũng đoan chánh, họ có cái cách nhìn vật, nhìn sự vật đó bằng cái sự thu thúc. Nên chính vì như vậy đó nên chúng ta cũng thấy được một cái điều Đức Phật dạy, một cái người bởi vì có một cái cặp mắt, mà cái cặp mắt của người ăn trộm đó thì nó khác, lúc nào cũng láo li láo lịa. Nên thường thường những cái người mà họ thấy những người có cái cặp mắt mà không có đoan chánh, hay là nhìn không có nhìn một chỗ mà họ nhìn láo li láo lịa như vậy đó, là họ cái tâm của họ bất chánh. Chính điều đó là cũng cho chúng ta biết rằng cái thân của chúng ta đó, cái bị cái tâm nó điều khiển cái thân của mình nó trở thành như vậy. Bởi vì hay là chúng ta nghe nói ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nó với ý thanh tịnh nó lên hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Thì nó cũng như vậy, khi một người mà có cái tâm bất chánh đó, thì cái tâm bất chánh đó làm cho cái thân của họ nó không có thu thúc được. Như vậy đó, họ không có đáng để mình cúng dường, vì mình cũng y như vậy mà mình đem cúng cho một người cũng y như vậy thôi. Nên thì thường á, mình tự phản tỉnh, mình thấy mình có tham, có sân, có si, mà bây giờ mình đi gần gũi với một người cũng đầy tham, đầy sân, đầy si, một cái nội tâm mình không có thăng bằng, mà gần một người cũng có nội tâm không có thăng bằng như vậy. Và khi mình suy xét đó, thì những người này không đáng để cho mình cúng dường, và người đó không có đang hành hay là đang đi trên con đường để làm cho cái tâm mình thăng bằng, để ly tham sân si. Như vậy thì Đức Phật ngày dạy cho những vị Bà La Môn này đó, trả lời với những vị du sĩ ngoại đạo. Thường thường thì quý vị biết rằng cho đến bây giờ mà chúng ta qua Ấn Độ đó, thì chúng ta rất thấy rất là nhiều những vị du sĩ ngoại đạo vẫn còn, họ vẫn hành trì, nhưng mà cái cách hành trì đó thì phải nói rằng tùy theo cái phương pháp hành trì của họ. Họ hành trì đúng cái phương pháp đó thì họ sẽ đạt được cái mục đích của họ đến cái sự hành trì. Còn nếu mà họ không có hành trì đúng đó thì họ sống càng ngày như vậy đó thì họ vẫn bị cuốn hút, bị thích thú trong những cái cảnh sắc đẹp, hoặc là họ vẫn thích thú trong những cái tiếng hay. Thì quý vị thấy những người đó, những người mà họ thích thú trong tiếng nhạc đó, thì thường thường họ nghe tiếng nhạc đó thì tay chân của họ đó nó có sự nhịp điệu theo, thì biết là những người này đó họ cái tâm của họ bị cuốn hút theo cái âm thanh đó. Cũng như vậy, khi mà mũi do hương do mũi nhận thức đó, là cái hơi mùi đó thì do cái lỗ mũi mình nhận thức, lưỡi thì do cái vị đó thì do cái lưỡi mình nhận thức, rồi cái thân của mình nó thì cái sự xúc chạm vào thân của mình đó là cái tâm thân thức, để biết được những cái cảnh sắc thinh cái vị xúc đó. Thì như vậy nên thể mà cái tâm á, mà nó không có thăng bằng á, không có tu tập đó, không có phương pháp để làm cho nó đi đúng hướng đó. Thường thường quý vị thấy những cái vật nào dù là sắc á, nó cứng như vậy, nhưng mà người ta cũng có cách để người ta làm, là người ta nung cho nóng lên, và khi nóng lên rồi người ta đánh cho mềm. Cũng như vậy, những cái phiền não đó đối với các cái giác quan như là tham sân si đó, mình có cách tu tập đó thì mình cũng làm cho cái tâm của mình nó nhu nhuyến mềm 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 dịu,
bằng những cái tâm sở vậy quý vị nghe, tịnh thân, tịnh tâm, kinh thân, kinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, tâm, thuần thân, thuần tâm và chánh thân, chánh tâm. Làm cho thân mình chân chánh và tâm mình chân chánh, làm cho tâm mình ngay thẳng và nhu nghiến, và thân mình ngay thẳng nhu nghiến. Như vậy thì mình căn cứ vào những cái lời dạy vị Đức Phật là bậc đã giác ngộ, nên khi mà Ngài dạy cái phương pháp để cho những vị Bà La Môn này biết được, và cũng là cái cách để cho này hạn chế bớt cái phiền não của mình. Vì mình biết mình muốn biết mình là Bà La Môn đó, mình xứng đáng để người ta gọi mình Bà La Môn đó, thì mình cũng phải có cái cách để làm giảm bớt tham sân si. Vì những cái tham sân si đó là những cái trở ngại cho đời hay cho đạo đó, mình hay cho chúng sanh thì cũng vậy. Một khi một người làm tham thì Đức Phật nghĩ tham nó giống như cỏ hại ruộng vườn, tham làm hại người đời, có nghĩa là người nào có tham thì hại chúng sanh, những cái người đó có tham thì họ hại chúng sanh thôi. Sân làm hại người đời, si làm hại người đời, cỏ làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời. Như vậy thì Đức Phật nói rằng giống như cái cây ở vườn đó thì nó bị cỏ làm hại nó, thì một cái người sống mà có tham, có sân, có si đó thì mình hại chúng sanh. Nên đó, một cái người mà có nhiếp phục đó, thì chính là cái sự nhiếp phục tham sân si. Từ khi mắt nhìn thấy cảnh sắc, người đó biết, tai nghe cảnh thinh, mũi ngửi cảnh khí, miệng nếm cảnh vị, thân chạm cảnh xúc, về tâm biết cảnh pháp. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài dạy cho những vị gia chủ hay những vị Bà La Môn này đã để nhận định được. Vì thường thường quý vị biết rằng một cái xứ sở nào đó mà có cái người tu tập đúng, mình biết ủng hộ đó, thì cái sự tu tập của những người đó nó mang lại cái lợi ích cho mình. Vì người đó đã làm sự lợi ích hoàn hảo cho người đó, cũng là một phần làm cái tấm gương cho mình, để cho mình hành trì theo, và mình cũng được tốt đẹp giống như cái người đó. Nhưng mà ngược lại đó, nếu một người nào đó mà nhận định cái sự sai lầm đó, mình gọi là cho những người có đầy tham sân si đó, thì ở đó cái người mình bị cũng là người bị hại. Vì thường thường họ hại người này, hại người kia, rồi họ cũng sẽ hại mình thôi. Nó cũng hại mình thôi, chứ không thể nào thoát khỏi được hết. Và một cái người mà ở trong sự mà tinh tấn nỗ lực, cái phương pháp tu tập đúng đắn, một người tinh tấn nỗ lực, gần gũi người có tinh tấn nỗ lực đó, thì người đó ít nhiều mang lại cái sự lợi ích. Mình hành trì đúng, với một người hành trì đúng đó, mình ở gần người đó đó, cũng làm cho mình ngay thẳng từ từ. Mình cũng là cái phương pháp để cho mình thấy được cái pháp đó làm cho con người cao quý, và chính cái pháp đó có đó thì làm cho con người cao quý, và cái pháp bất thiện ngược lại đó thì làm cho con người trở thành thấp hèn. Chính cái chánh pháp đó mang lại cái hiệu năng hướng thượng, mà chính cái tà pháp đó mang lại cái sự hệ lụy đau khổ cho chúng sanh. Nên Đức Phật Ngài dạy trên con đường nhiếp phục tham sân si đó, dù là những người đó sống có các cái giác quan, có mắt để thấy cảnh sắc, nhưng mà người ta không thích thú ở trong các cái cảnh sắc đó, dù là chỗ đông người hay chỗ không có người. Nên thường thường Đức Phật Ngài dạy một cái người mà theo sát một người nào đó để biết vì đó là vị A-la-hán cũng rất là khó, vì đó phải tác ý nhiều lần, phải dụng tâm nhiều lần, liên tục như vậy một thời gian để biết được cái người đó là cái người có cái sự tu tập, có cái sự chế ngự, có cái sự thăng bằng, và đã tu tập trên cái phương pháp để diệt trừ hay nhiếp phục tham sân si. Như vậy thì Đức Phật lại nói rằng khi mà đã hiểu được đúng đắn cái phương pháp rồi đó, thì ít nhiều đó mình cũng có được cái sự thu thúc, và mình ở đâu đó thì mình cũng làm cho chúng sanh xung quanh nó không có khổ lụy. Thì chúng ta thấy cũng như Đức Phật Ngài dạy về cái một người cư sĩ có năm giới: không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu đó, cũng là cách mà mình gọi là mình giữ cái tâm mình cho nó thăng bằng. Vì thường thường chúng ta thấy rằng những cái người không có giữ giới tà dâm đó, họ làm cho đảo lộn luân thường đạo lý, họ sát sanh thì hại, cho tổn hại người khác,
họ trộm cắp thì làm cho người ta đau khổ, mất mát tài sản này kia nọ. Nên khi mà mình thấy những cái điều mà Đức Phật ngày dạy đó, thật sự là một người phải dụng tâm mà làm thì mới làm được. Đạo Phật là một cái đạo thực tu để cho mình dụng tâm mình làm, chứ không phải là một cái tôn giáo để cho mình cầu nguyện mà được. Chứ chính vì như vậy nên ngày nào đó mình nhận định được cái phương pháp là làm cho mình trong sạch, thì đó cũng là con đường mình có chánh kiến. Rồi mình suy nghĩ về con đường cũng gọi là chánh tư duy. Rồi mình nói về con đường cũng là chánh ngữ. Mình tu cũng là chánh nghiệp, chánh mạng. Rồi mình nỗ lực để là phải chánh tinh tấn. Mình không có, mình ghi nhận được là chánh niệm. Mình không có để tâm mình tán loạn theo ác pháp, cũng gọi là chánh định. Như vậy thì Đức Phật ngày dạy cái con đường mà làm cho mình có cái sự thăng bằng đó, thì chúng ta thấy rằng nghe thì nó đơn giản, nhưng mà thật sự ra là một cái sự hành trì nghiêm mật để cho mình có thể giữ được cái tâm của mình thăng bằng. Vì mình có thất niệm đó, thì mình cái tâm mình đã không thăng bằng rồi. Nhờ có cái chánh niệm, cái tâm mình nó thăng bằng, mình kiểm soát được lời nói, sự thấy nghe ngửi nếm đụng, mình kiểm soát được rõ ràng như vậy, thì mình mới thoát khỏi được những cái trở ngại, mình không bị làm những cái điều không đáng làm. Chứ còn nếu mà mình sơ sẩy thì mình cũng vẫn ít nhiều mình cũng có thì vi phạm. Thì kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay đó thì con nghĩ con trình bày bao nhiêu đây vừa với cái thời lượng và với cái ý nghĩa của bài học. Phần còn lại là những cái phần thảo luận của chư tăng để quý ngài chia sẻ thêm cái kinh nghiệm để cho cái sự lợi ích của hội chúng. Bây giờ thì con xin gửi mít là tỉnh thượng đại nhất đẳng trở lại điều của họp phần thảo luận. Sa thủ kính chân chư tổ pháp đăng. Bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, bây giờ chúng ta bước vào phần thảo luận. Không biết thì tổ tự siêu có ở trước máy không, và nếu thì tổ tự siêu đang có mặt ở trước máy thì tổ hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ, có vị nào thấy thì tổ tự siêu có mặt ở trước máy không? Đó là thì tổ tự siêu có mặt ở trước máy. Thì tổ pháp tân thì tổ có nghe được không? Nếu thì tổ pháp tân nghe được xin thì tổ hoan hỷ cầm biết kiểm chứng. Ôi, và dạ, dạ, ai có mặt ở vị nào có mặt với vị quan hỷ cho biết được không? Sư tự chi qua biết cho biết vị nào có mặt trước máy. Ồ, thì tòa tự siêu. Bạch thì tòa tự siêu, chúng ta thường nghe định nghĩa cái ân Đức Phật đầu tiên là A-ra-hăng đó. Chúng ta dịch là ứng cúng mà đấng trọn lành. Và thật sự trong văn Bali á, thì có nhiều khi chúng ta định nghĩa chữ A-ra-hăng là sát tạng cũng là trọn lành. Nhưng mà nếu dịch đúng thì chúng ta nên dịch là ứng cúng hay là trọn lành hoặc là cả hai. Xin kính thỉnh thì tòa tự siêu qua nghĩ giảng rõ về điểm này. Kính thỉnh thì tòa. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ thần chúng, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái danh từ Pali chữ Arahant là một cái hiện tại phân từ chủ cách của chữ A-ra-hăng tám, do cái tổng động từ A-ra-hăng là xứng đáng, và nếu mà y cứ vào từ này thì cái chữ ứng cúng á dịch cho cái chữ A-ra-hăng thì nó là chính xác. Nhưng mà trong thanh đạo thì ngài Phú Thất Khô Sáng, ngài đó có đưa ra nhiều ý nghĩa
chữ Arahant đó, nếu mà tách ra lấy cái chữ Ari là kẻ thù, hành đá là cái sự giết hại, sát hại, cái sự giết chết. Như vậy chữ Arahant còn có nghĩa là sát tặc, tức là giết chết kẻ thù phiền não. Nhưng mà còn có một nghĩa khác nữa, tức là cái chữ Ará, Ará hay là Araka có nghĩa là để cầm xe, cầm xe. Chữ Hanati tức là bẻ gãy bánh xe luân hồi. Thì cái chữ này thì nên lại có một cái nghĩa khác, tức là bật bẻ gãy bánh xe luân hồi. Cho nên ở đây đó, chúng ta xài, chúng ta khó dịch một cái từ để cho chính xác với cái nghĩa chữ Arahant. Chữ Arahant chúng ta có nhiều nghĩa để chúng ta dịch. Cho nên ở đây, nếu mà dịch là đứng trọn lành thì chúng ta dịch theo bóng, chứ chúng ta phân tích từ thì không khó, không khó trong cái chữ Arahant. Vì chắc có lẽ là người ta lấy cái chữ sát tặc, tức là giết chết kẻ thù phiền não. Chữ Ari, kẻ thù ở đây là ám chỉ cho phiền não. Người mà đoạn diệt một phiền não thì như vậy gọi là đứng trọn lành, lấy cái nghĩa đó. Cho nên ở đây, ở trong cái nghĩa nào chúng ta cũng có thể, chúng ta cũng có thể xài được, không có nhất thiết là phải xài một từ. Bởi nếu mà phân tích như vậy thì một từ nó không có đúng nghĩa. Và ở trong trường hợp này thì từ xưa đến giờ ở trong Hán Việt Phật học thì chữ Arahant, Arahant, một là người ta phiên âm, người ta để chữ A-la-hán, người ta phiên âm là chữ A-la-hán. Và nếu mà dịch á, thì người ta thường dịch là một ứng cúng, xài đen cái nghĩa đó đi. Còn mấy cái nghĩa kia đó thì xem như là cái nghĩa phụ giải, chứ nó không có được phổ thông. Cho nên ở trong trường hợp này nè, khi nói đến cái pháp tùy niệm của Thanusti, tức là địa vị ấn Đức Phật trong 10 hồng danh hay 9 hồng danh của Đức Phật, thì ở đây nếu với người có niềm tin nặng về niềm tin thì khi họ niệm Itibiso Phakwa Arahant, Itibiso Phakwa Arahant, Itibiso Phakwa Arahant, thì trong trường hợp họ không cần biết cái nghĩa nó là cái gì, họ chỉ Arahant là chỉ cho Đức Phật như là đứng trọn lành như vậy thôi, thì họ an trú vào cái niềm tin niệm đó cũng được. Nhưng mà với một người có khuynh hướng nặng về trí tuệ đó thì lại khó có thể có cái dấu ấn sâu sắc khi mà niệm về Arahant, mà chỉ niệm những cái hồng danh khác như là Samma Sambuddho hay là Vichara Charana Sambandho,
Suprato bậc chánh minh tri minh hạnh túc thiện thệ thế dân giải vân vân, niệm các cái hồng danh đó. Còn a la hán thì riêng bản thân chúng tôi thì chúng tôi tìm hiểu nhiều cái nghĩa, nhiều ý nghĩa của danh từ a la hán, của cái hồng danh a la hán, nhưng mà không có xác định được là trong nghĩa nào là cái nghĩa thật, nghĩa chính. Vì vậy cho nên chúng tôi cũng thường không có niệm tưởng về chữ a la hán, mà chỉ niệm tưởng về những ân đức khác cho nó rõ nghĩa hơn, xác định nghĩa hơn. Do đó khi mà hỏi rằng cái từ a la hán dịch cái nghĩa nào cho nó chính xác, thì trong trường hợp này chúng tôi cũng xin thưa là cho đến bây giờ chúng tôi cũng chưa có xác định cái nghĩa nào là chính xác, mà chỉ dựa theo cái từ kinh điển cổ xưa mà các ngài ghi chép là A-ra-hăng thôi, nên là bậc ưng cúng chỉ vậy đó. Chúng tôi xin cái câu hỏi trực tiếp của thượng tọa chánh đẳng như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính chân thượng tọa thượng sư. Mà thì tọa thượng sư xin hỏi thượng tọa thêm một câu nữa rồi để thượng tọa đi nghỉ. À, chúng ta thấy rằng những cái tôn giáo trên thế giới khi đề cập đến thượng đế đó, thì họ nói đến quyền năng tối cao tối thượng. Nhưng mà ở trong Bà La Môn giáo thì họ nói thượng đế là đấng phạm thiên là Brahma, thì họ chú trọng về đức thanh tịnh. Thì tôi nghĩ rằng cái quan niệm thượng đế là đấng thanh tịnh tuyệt đối đó, nó có cao hơn là cái quan niệm thượng đế là cái vị có quyền năng tuyệt đối không? Xin cái thỉnh ý kiến của thượng tọa thượng sư. Dạ xin lỗi thượng tọa thượng sư, có nghe được không? Dạ thượng tọa thượng sư, có nghe được không? Tôi không biết quý vị có thể hỏi cho chúng tôi biết rằng có vị giảng sư nào khác đang có mặt ở trong room không ha? Thượng tọa Pháp Tân ơi, thượng tọa Pháp Tân có nghe được không? Ồ dạ vâng. Xin thượng tọa thượng sư có hỷ cho biết ý kiến là thông thường người ta nói đến thượng đế đó thì người ta chú trọng đến quyền năng tối thượng và quyền năng ban phước tha tội chứ. Nhưng người Ấn Độ đó thì họ quan niệm thượng đế đấng Brahma là phạm thiên là đấng thanh tịnh tuyệt đối. Thì cái quan niệm mà chú trọng đến đức thanh tịnh đó, như vậy có làm cho đạo Bà La Môn nó cao quý hơn, nó cao hơn là những tôn giáo khác không? Mặc dù họ cũng chú trọng thượng đế, nhưng mà khi mà đặt nặng về cái đặc tính thanh tịnh đó, thì tôi có thấy rằng quan điểm Bà La Môn ở trong một điểm nào đó, đó họ có cái xuất sắc hơn những tôn giáo khác không, kính thỉnh thì tôi. Thưa thầy, sư không nghe được, quý vị quan hỷ chờ chúng tôi một chút xíu nha. Xin quý vị quan hỷ chờ chúng tôi một phút thôi. Chúng tôi sắp về tới chùa đó. Chúng tôi chạy ra bên ngoài, sắp về tới chùa, chúng tôi sẽ đánh cái câu thảo luận lên.
Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Xin hỏi thượng tọa Giác Đẳng có nghe được không? Bây giờ chúng tôi nói mà quý vị nghe thì cũng không có ích lợi gì, bởi vì khi thượng tọa Giác Đẳng đặt câu hỏi thì lúc đó chúng tôi lại bị trục trặc không nghe được. Thượng tọa có hỷ viết cái câu hỏi lên trên màn hình một cách tóm tắt hàng gì? Hay gì? Thượng tọa Linh Đẳng đang đang lái xe, cho nên khi nãy chúng tôi đưa tay lên mà thượng tọa không thấy được. Trong khi chờ đợi thượng tọa Đẳng nêu lên câu hỏi thì chúng tôi cũng xin chia sẻ một vài điều về cái bài kinh hôm nay. Ở đây thưa quý vị, đối với đạo Phật, khi mà Đức Phật ngài thuyết pháp về 8 tháng luân hồi điều gì thì ngài nói ngài 8 tháng cái người thật việc thật, thí dụ như khi nói đến cái bậc xứng đáng đảnh lễ cúng dường thì trong trường hợp này ngài không có nêu lên, một cách mơ hồ về cái đối tượng đáng được kính lễ cúng dường. Mà như trong bài kinh Đức Phật nói rằng một vị sa môn bà la môn nào khi mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi mùi lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy nghĩ một vị đó ly tham ly sân ly si, rồi tâm tịch tịnh, thì như vậy được gọi là đáng, những vị đó đáng được tôn trọng cung kính lễ bái cúng dường. Ngài nêu rõ như vậy thôi. Bây giờ chúng ta có cái câu thảo luận. Câu thảo luận hai họ nói rằng trong lúc các tôn giáo khác thì nói về Thượng Đế,
khi nói về thượng đế thì nên trọng điểm quyền năng tối thượng trong lúc Bà La Môn và Luận Môn giáo thì nhấn mạnh sự thanh tịnh tuyệt đối của Đức Phạm Thiên Chủ Thể. Điều này cho thấy dù là tôn giáo thần ngã nhưng Bà La Môn giáo vẫn có điểm tương đồng với Phật giáo về giá trị của sự thanh tịnh phải chăng. Cái chữ phải chăng hay là chúng tôi thêm, vì có cái chấm hỏi cho nên chúng tôi thêm cái chữ phải chăng cho nó thành câu hỏi. Thì thưa quý vị, thực ra điều này Bà La Môn giáo không được gọi là có cái điểm tương đồng với giáo về giá trị thanh tịnh. Bởi vì sao vậy? Thứ nhất, ở trong một cái bài kinh Trường Bộ, Đức Phật Ngài có hỏi những Bà La Môn đi đến chất vấn Ngài, thì Ngài có hỏi các vị Bà La Môn tuyên bố rằng Phạm Thiên là thanh tịnh, nhưng mà thanh tịnh ở điểm nào có biết không? Và những người, những vị đạo sư thuở xưa của Bà La Môn có thấy được Phạm Thiên được không? Hay là chỉ nghe cái truyền thuyết nói rằng Phạm Thiên thanh tịnh rồi cứ truyền tụng với nhau là Phạm Thiên thanh tịnh thôi? Thì lúc bây giờ các Bà La Môn đó họ bí lối không có thể trả lời được. Chính điểm này chúng ta thấy rằng không thể nói Bà La Môn giáo vẫn có điểm tương đồng với Phật giáo vì giá trị của sự thanh tịnh, mà chỉ nói rằng Bà La Môn giáo dùng từ tương đồng với Phật giáo thì được. Họ cũng dùng cái từ thanh tịnh nhưng mà không biết thanh tịnh là cái gì. Bởi vì nếu mà thật sự họ có cái điểm tương đồng với Phật giáo về giá trị của sự thanh tịnh là do nơi tâm, nội tâm không có cấu quế bởi phiền não, không bị tham chi phối, không bị sân chi phối, không bị si chi phối. Thời như vậy họ mới có điểm tương đồng. Nhưng mà đằng này rõ ràng là họ tuyên bố chỉ có Phạm Thiên mới là thanh tịnh, và ở loài người thì họ không nói đến cái sự thanh tịnh của con người là do ở chỗ sở hành. Đơn giản là khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, đối với cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc, mà họ không biết được rằng khi mà vô tham, vô sân, vô si, đối với cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc, họ không có biết được cái chỗ đó là cái điểm thanh tịnh. Thì như vậy nên không thể nói rằng họ có cái điểm tương đồng với Phật giáo được. Và điều thứ hai nữa là đối với Bà La Môn giáo, họ chủ trương cái sự thanh tịnh đó nó qua cái hình thức thí dụ như là tắm rửa dưới sông Hằng dùng nước mà để rửa sạch, họ gọi nước, họ gọi là tịnh thủy. Hoặc là họ chủ trương cái sự cúng tế, tế lễ
một cái nghi thức mà đúng theo cái truyền thống Bà La Môn ở trong kinh Veda, thì như vậy họ cho rằng cái việc làm đó là thanh tịnh, vân vân. Thì y cứ vào điểm này nữa thì chúng ta thấy rằng cái quan niệm về giá trị của sự thanh tịnh đó đối với Bà La Môn giáo thì không hề có cái sự tương đồng với Phật giáo đâu. Bởi vì Phật giáo khi mà Đức Phật Ngài thuyết về cái giá trị của sự thanh tịnh thì Ngài đã nói lên cái sự nỗ lực của mỗi một con người tu để dẹp bỏ phiền não, tham lam, sân hận, si mê, có cái sở hành tốt đẹp về thân, về khẩu, về ý, thì như vậy con người đó được gọi là con người thanh tịnh. Cái sự thanh tịnh đó là xuất phát từ nơi cái sự nỗ lực cá nhân của một con người tu tập dẹp bỏ được pháp cấu uế thì gọi là thanh tịnh, chứ không phải sự thanh tịnh này là gán ghép cho một đối tượng như thần linh thượng đế rồi mình phục lụy bái lại tế lễ cái vị thượng đế đó để làm gì. Cho nên Phật giáo không có chủ trương cái đó. Và nhất là Phật giáo không có chủ trương một con người thanh tịnh là vì có cái quyền lực hay là được mọi người sùng bái. Ngài không có nói được đó. Và nếu mà phân tích ra thì chúng ta sẽ thấy rằng khi nói đến sự thanh tịnh thì ở trong đạo Phật Đức Phật Ngài nói lên một cái khía cạnh khác, và Bà La Môn cũng nói lên cái sự thanh tịnh của Thượng Đế, nhưng mà cái sự thanh tịnh nói lên ở khía cạnh khác. Vì vậy cho nên không thể có cái điểm tương đồng giữa Phật giáo và Bà La Môn giáo ở chỗ nhìn nhận giá trị của sự thanh tịnh. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giáo Đẳng như vậy. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính được Thượng Tọa Tự Sư. Thượng Tọa có thể trả lời một câu nữa thôi rồi Thượng Tọa đi. Thượng Tọa Tự Sư ở trong này có một đoạn đó nói về thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, khi thì thăng bằng, khi thì không thăng bằng. Và ở trong cái nguyên bản Pali đấy dùng cái chữ sama visama, và sama visama thì cái chữ thăng bằng hay lúc này lúc khác, lúc thăng bằng lúc không thăng bằng này, chúng ta nên hiểu là như thế nào? Xin thưa tôi quan hỷ, thưa tôi giải rõ về chữ này, kính thỉnh thưa tôi. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, về vấn đề này thì theo chúng tôi hiểu
chữ Sama và Visama. Ví như là một cái con đường, một cái lộ xe, một cái lộ xe. Mà nếu gọi là con đường bằng phẳng đó, như là xa lộ, highway hay là cao tốc chẳng hạn, thì từ đầu cho đến cuối xe nó chạy, nó không có bị giằng sóc, nó không có bị ổ gà, thì như vậy mới gọi là một cái con đường thăng bằng được. Còn nếu như một đoạn đường thỉnh thoảng mới có chỗ bằng phẳng, xe chạy êm, còn có những chỗ thì nó lồi lõm, giằng xóc, thì như vậy cái con đường đó không gọi là con đường thăng bằng. Cũng như thế nào thì ở đây các sa môn và la môn phàm phu gọi là có cái sở hành không thăng bằng. Là do lúc dày lúc khác. Có khi thì có bữa thì có niềm tin, có bữa thì niềm tin bị lung lạc, có bữa thì tinh tấn siêng năng, còn có bữa thì mất đi cái sự tinh tấn, trở nên lười biếng. Có lúc thì có những vấn đề hiểu một cách thông, nhưng mà cũng có lúc thì lại hiểu sai. Không đúng với chân lý. Thì như vậy người mà có niềm tin lúc về lúc khác, tinh tấn lúc về lúc khác, có trí tuệ lúc về khác, thì như vậy gọi là không thăng bằng. Lại nữa, đối với kẻ phàm phu kia, họ có niềm tin đó, thì có lúc mà thì hiểu lúc. Thí dụ như bây giờ người Phật tử, người đệ tử Phật đó, còn phàm phu có đôi khi đó, có hôm thì họ nghĩ đến cái chuyện đó xảy ra, thì họ cho rằng là do quả nghiệp chi phối. Họ tin vào cái lý nghiệp nghiệp báo. Nhưng mà thỉnh thoảng thì họ lại tin vào cái điểm tốt xấu hên xui. Thì như vậy gọi là cái niềm tin không được thăng bằng. Có lúc thì họ tinh tấn, họ tinh tấn bố thí, tinh tấn trì giới, thì tinh tấn đó là tốt. Có khi họ tinh tấn, nhưng mà họ tinh tấn theo cái cách là khổ hạnh ép sát, hoặc là tinh tấn theo những cái nghi thức tế lễ cúng kiến vô ích. Thì như vậy cái sự tinh tấn đó là nó không có thăng bằng.
Cho nên ở đây chúng ta đặt cái niềm tin, một người có niềm tin thăng bằng như là đối với một vị thánh trong đường quần, thì cái niềm tin trước sau như một. Một cận sự nam thời Đức Phật tên gọi là Surat, ông thiện nam đó khi mà Đức Phật ngài đi khất thực ngang nhà ta, lúc đó ông ta chưa thành Phật tử, nhưng mà ông ta nhìn thấy Đức Phật thì ông ta hoan hỷ lắm. Ông ta có tật hay uống rượu mới tên gọi là Surat. Ông ta đang say như vậy, nhưng mà khi mà ông ta nhìn thấy Đức Phật đi khất thực đến trước cửa nhà thì ông ta tỉnh rượu liền. Ông ta mới mời Đức Phật vào nhà để ông ta cúng dường. Và khi ông ta đặt bát cúng dường xong, Đức Phật thọ thực xong thì ngài mới thuyết pháp. Ông ta đắc quả nhập lưu tu đầu quần. Và khi đó Đức Phật ngài từ giả ra về, thì ác ma hiện xuống cải trang thành một vị Phật, hóa thành một vị Phật, cũng có đầy đủ 32 đại nhân tướng vậy đó, mới quỳ trở lại. Thì ông thị nam Sura này cũng có tiếp ông Bạch Đức Thế Tôn, khi nãy ngài đã đi về rồi, bây giờ ngài trở lại có chi không? Thì Ma Vương mới nói rằng, hồi nãy Như Lai nói cho nghe về cái pháp vô thường, nhưng mà nghĩ lại thì cũng bây giờ trở lại mới nói cho chúng ta biết rằng cũng có những cái pháp là thường còn. Hồi nãy Như Lai thuyết cái pháp khổ, bây giờ nghĩ lại cũng có những cái pháp là lạc, vân vân. Nghe như vậy đó thì cái thiện nam này cũng thẳng thắn là cũng nói rằng một vị chánh đẳng chánh giác thì không bao giờ nói hai lời như vậy. Khi nãy nói rồi, bây giờ đổi lại, ngươi không phải là nhân, không phải là người, có thể là phi nhân chăng? Thì lúc đó ác ma biết được không thể đánh ngã một vị đệ tử Phật, cho nên họ biến mất. Thì ông thiện nam đó đi vào chùa mới trình bày Đức Phật cái sự kiện đó. Nhân đó Đức Phật ngài mới tán thán ông thiện nam này giữa chư tăng, giữa chúng trong hàng cận sự nam của Như Lai, thì người cận sự nam mà có cái niềm tin kiên cố là Surat, thì đó thưa quý vị, cái niềm tin đó mới gọi là cái niềm tin thăng bằng, trước sau như một, chứ không hề bị cái ngoại cảnh ở bên ngoài mình nó làm cho xây xuyển cái niềm tin. Người ta lấy pháp làm chuẩn. Còn như cái niềm tin của phàm phu chúng ta, phạm hạnh của phàm phu chúng ta có khi thì về, có khi thì khác, cho nên cái đó gọi là không có thăng bằng. Thì dựa vào cái điểm này thì chúng ta cũng phải hiểu được niềm tin tên tấn trí tuệ của phàm phu có khi vậy khi khác, cho nên gọi là không thăng bằng. Rồi về thân hành, bổ hành, lý hành cũng vậy, có khi thì trú giới, nhưng mà có khi cũng không trú giới, như vậy gọi là có cái sở hành không thăng bằng. Theo đó chúng ta phải hiểu như vậy.
Thì đây là điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị nhân cái câu hỏi của tôi cho rằng như vậy. Nam mô Bổn Sư. Sa thú kính trình thượng tọa. Thỉnh thượng tọa đi nghỉ. Thượng tọa pháp tân ấy, thượng tọa có trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa tân nghe thì xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thứ tư. Dạ, thượng tọa tân trong bài kinh này đề cập đến mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi người mùi, lưỡi nếm vị thân xúc chạm ý suy nghĩ. Thì theo sự học tân á, ở trong bài kinh này nói rằng sự thanh tịnh á, có nghĩa là không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không xúc chạm, không suy nghĩ. Hay là sự thanh tịnh là ở chỗ là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ nhưng mà tâm không động, không sầu. Xin kính thỉnh thượng tọa hoan hỷ trả lời cho cô này. Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sankhaya. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Tuệ Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Đăng, và Minh Hạnh cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Thì đối với mỗi người của chúng ta đó thì các căn thì tiếp xúc với các trần, các cái trần cảnh. Nhưng mà rồi đó thì chúng ta có mắt là để thấy, tai là để nghe, mũi để ngửi, lưỡi để nếm, thân xúc chạm và tâm mình suy nghĩ. Thì chúng ta không thể nói rằng cái sự thanh tịnh của mình là mình bế hết tất cả. Tức là mắt mình không nhìn, tai mình không nghe, mũi mình không ngửi, lưỡi mình không nếm, thân không xúc chạm, vân vân. Thì ở đây đó thì khi mà con người gọi là một người phàm phu thì dĩ nhiên là có phiền não. Nhưng mà một người đó là một người có cái sự thu thúc, nhưng mà mình nhìn với cái cảnh sắc hay là mình nghe âm thanh chẳng hạn, thì cái nghe cũng chúng ta có cái cần có một cái chánh niệm biết là nghe cái âm thanh nó là như vậy thôi, chứ chúng ta cũng không phải là để sinh ra một cái tâm nó gọi là ưa thích hay là không ưa thích. Với một người mà có chánh niệm thì mình nghe cũng chỉ biết là nghe, chứ không phải là sanh ra một cái tâm phản ứng thượng nghịch như thế này thế nọ. Mà ở đó đó quý vị thấy rằng là phiền não cũng tùng từ đó sanh khởi, nếu như một người không có chánh niệm. Bởi vì khi các căn mà tiếp xúc với các cái trần cảnh á, tâm mình thức mình sanh khởi, thì nếu mà mình không có cái sự thu thúc đó, thì thường thường nó sinh ra những cái phản ứng thượng nghịch đó, tức là mình ưa thích hay là mình không hài lòng. Vì vậy cho nên là nói vậy không phải là mình bịt con mắt lại, cũng không phải là mình bịt cái tai lại, và cũng không phải là mình không ăn uống, không tiếp xúc, không gì. Bởi vì phiền não từ đó mà sanh mà. Nhưng mà một người có cái sự thu thúc bằng chánh niệm tỉnh giác đó, thì cái việc mà mình tiếp xúc với các cái trần cảnh thì cũng chỉ là tiếp xúc thôi, chứ cũng không phải là sanh ra phản ứng địch đó. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng có khi đó là có người đó thì họ muốn ở trong rừng sâu để họ không thấy cái cảnh, cái cảnh gì do mắt thấy mà làm sao, rồi hoặc là họ không nghe cái tiếng gì đó. Sự thật ra thì phiền não cũng từ tâm mình sinh khởi, nhưng mà mắt mình thấy, tai mình nghe đó là cái việc mà mình phải có, nhưng mà để rồi cái tâm của mình sinh ra cái phản ứng thì rõ ràng là không có nên. Cho nên cái người tu đó
thì mình cũng thấy cũng nghe vậy, nhưng cái tâm của mình không có có sanh ra cái phản ứng mà trong kinh gọi là khi xúc chạm diệt đời đó, tâm không động không sầu. Thì ở đây đó có thể nói rằng là có nhiều người đó, người ta tìm cái chỗ mà thanh để họ không thấy cái tánh, không thấy cái cảnh gì đó, rồi hoặc là không nghe cái âm thanh gì đó, nhưng mà rồi đó thì có những cái phiền não từ nội tâm nó sinh khởi. Cho nên nếu như mà mình không thu hút thì cái dù là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân chút chạm, ý suy nghĩ gì đi nữa, thì nếu mà mình không thu hút thì phiền não từ đó sanh khởi. Vì vậy cho nên là cái việc mà người ta nói giống như là chúng ta thấy bên lão giáo, người ta nói rằng có một cái gọi là tịnh khẩu, hay hoặc là tịnh khẩu có nghĩa là người ta không nói, không nói. Nhưng mà sự thật là không nói mà cái tâm nó cũng vọng động, cái tâm nó cũng khó chịu. Mắt mình không phải là bịt lại hết tất cả, mà ở chỗ là mắt chúng ta cũng vẫn tiếp xúc với trần cảnh, và cái quan trọng là cái tâm của mình nó có cái sự tu túc. Nhìn thấy cũng chỉ là thấy thôi, nghe cũng chỉ là nghe thôi. Bởi vì bình thường là chấp sanh, chấp cái gọi là nhân ngã bỉ thử đó, cái tôi và cái ta đó. Cho nên là khi mà mình tiếp xúc với trần cảnh thì mình cảm thấy nó hài lòng, ưa thích thì hoặc là chán ghét, khó chịu, thì từ ở nơi cái tâm của mình thôi. Và như vậy thì ở đây đó là đối với một cái người tu á, thì trong cái hoàn cảnh một thì mình cũng nên có cái thu thúc đối với các căn của mình, tức là có chánh niệm, có chánh niệm, mắt thấy cũng chỉ là thấy, nghe cũng chỉ là nghe, ngửi cũng chỉ là ngửi. Như là ngài Xá Lợi Phất ngài dạy rằng là chỉ có sự thấy chứ không có người thấy, chỉ có sự nghe chứ không có người nghe. Người nghe ở đây đó là chấp cái bản ngã, cái tôi cái ta của mình trong đó, rồi mình sinh ra cái phản ứng là thuận nghịch ở đó, tức là mình ưa thích hay là mình không ưa thích, phiền não từ đó mà nó tùng sanh khởi lên, từ đó tùng sanh khởi lên. Như vậy thì ở đây đó thì dù như thế nào đi nữa, một người mà đã có chánh niệm, đã có cái sự bảo hộ cho chính mình, tức là phòng hộ cho chính mình đó, thì mình sống cái bàn hoàn cảnh nào đó, thì cái chuyện mà cái cảnh ở bên ngoài nó không phải là quan trọng, mà là do cái tâm của mình, mình có cái sự thu thúc. Dĩ nhiên là khi mình mắt mình, một người mà còn non, một người mà còn yếu ớt, một người không sự thu thúc đó, thì dĩ nhiên là mình nên tránh những cái cảnh đó, tránh những cái cảnh đó. Tức là mình thấy cái cảnh gì mà phiền não nó sanh khởi lên á, thì cũng nên tránh đi. Bởi vì như trong kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc á, Đức Phật ngày 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 Xá Lợi Phất ngày nói rằng có những lậu hoặc cần phải do tri kiến đoạn trừ, rồi có những lậu hoặc cần phải do tu tập đoạn trừ, có những lậu hoặc cần phải do kham nhẫn đoạn trừ, rồi có những lậu hoặc cần phải do tránh né đoạn trừ, rồi có những lậu hoặc cần phải do thọ dụng đoạn trừ, vân vân. Thì phiền não nó từ đó nó sanh khởi. Và nếu như mà mình có mình đối kháng với cảnh mà cái phiền não, cái tâm mình có sự thu thúc á, thì không có gì đáng ngại, là khi mà mình đã có sự thu thúc. Còn những cái điều mà khi mà chúng ta đối với cảnh mà phiền não nó sanh khởi thì tốt hơn là chúng ta nên tránh cái cảnh đó. Nhưng mà nói gì đi lại, nói đi đến lại đó, thì có nghĩa là cái chuyện thu thúc nội tâm bằng chánh niệm tỉnh giác, thì cái điều đó rất là cần thiết ở trong cái đời sống tu tập. Bởi vì mình có cái sự thu thúc thì ở đâu, trong cái hoàn cảnh nào,
mắt thấy tai nghe mũi mũi ngửi lưỡi nếm, hoặc là tâm mình suy nghĩ đó. Tâm mình suy nghĩ đó, thì có cái đều có cái sự tu tập hết, có cái sự thu thúc trong đó. Còn nếu như mình không có cái sự tu tập, không có sự thu thúc, thì dù mắt mình không thấy, tai mình không nghe, nhưng mà mình tâm mình vẫn có cái sự suy nghĩ. Đó là suy nghĩ đến dục, suy nghĩ đến hại, suy nghĩ đến hận. Đó là tư duy bất thiện, tư duy bất thiện. Như vậy thì ở đây đó, chúng ta đã ra sanh trong cõi dục này rồi, thì chúng ta có các căn thì tiếp xúc với các cái trần cảnh. Nhưng mà mình quan trọng là có cái sự thu thúc, không phải là bây giờ có căn và tiếp xúc với trần cảnh. Chúng ta không thể nói rằng là chúng ta phải bịt, phải che chỗ này, phải cắt bỏ chỗ nọ. Không phải. Chúng như là nói là sự khổ, sự khổ có thân là khổ, bởi vì sự luân hồi, cho nên là mới khiến ra cái sự khổ, mới có biết muôn vàn cái sự khổ nó hiện khởi ở trong đời sống luân hồi này. Thì không phải là để mà mình chấm dứt luân hồi là mình để mình nguyên sinh, hay là mình làm cái này cái kia tránh né nó. Nhưng mà cái điều quan trọng là mình hãy cắt những cái gốc rễ của nó, cái gốc rễ của nó, cái gốc rễ của nó là phiền não. Mà muốn được cắt rễ, tận gốc được cái gốc rễ phiền não á, thì chỉ có cái là mình thu thúc thôi, thu thúc để phiền não không sanh khởi. Rồi lần dược lần lượt á, thì cái phiền não nó được được cắt trừ qua cái việc quán chiếu của chính mình, qua cái gì mà thấu rõ bằng cái sự nhạy bén của chính mình á, thì mình mới thấy rõ được, mới là tận diệt được. Ngay cả cái việc mà chúng ta thấy lại nè, có những người cũng là tiếp xúc với cả các cái trần cảnh vậy, nhưng mà họ không phải là bận tâm và lắm, họ không phải là khổ sầu lắm với những cái cảnh chung quanh. Nhưng mà có người đó thì chỉ cần tiếp xúc một chút thôi, thì một cảnh nào đó, một căn một cảnh nào đó, thì tự động là họ đã khó chịu rồi. Thì mình bị đắm lị ở trong cái trần cảnh nào thì mình bị trói buộc ở trong cái trần cảnh đó. Như vậy thì cái người tu là cái người mà chúng ta có cái nhìn tích cực. Cái nhìn tích cực ở đây đó là chúng ta không phải là hoàn toàn là bịt mắt, hay là không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không đụng. Cái điều đó nó không phải, mà là có cái sự thu thúc trong các cái trần cảnh đó, do cái chánh niệm tỉnh giác của chính mình, thì mình sẽ có được cái sự an lạc trong mọi cái hoàn cảnh. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ trong cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Sa thú kính truyền Thưa Tòa Phật Tinh, kính bạch chư Tôn Đức và Tư Vị Phật Tử, còn vài phút sau cùng của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được tiếp theo lời của Tôn Đức. Về ý nghĩa của bài học ngày hôm nay, thưa quý vị, trong tôn giáo và kể cả Phật giáo thì chúng ta thường có cái sự gọi là sùng bái. Sự sùng bái ở đây, ví dụ như đôi chúng ta nghe một vị nào đó mà linh hiển, trời linh, thì chúng ta thờ. Hay là một người nào đó có cái năng lực siêu nhiên, kể cả ngày hôm nay người ta có nói rằng một vị thầy nào đó mà học trò đông, chùa chiền lớn, đạo tràng nổi tiếng thì người ta sùng bái. Nhưng mà thưa quý vị, một ở trong những cái nét rất là đặc biệt của cái nền tôn giáo Ấn Độ đó, đó là sự sùng bái những người mà gọi là hoàn toàn. Thì điều này rất là đẹp, rất là hay. Và Đức Thanh Tịnh cũng là một ở trong những cái đức mà được tán thán trong Phật giáo.
Tuy nhiên, trong bài kinh ngày hôm nay, khi mà Đức Phật Ngài đến thăm một cái ngôi làng, như là chúng ta biết là nó là Nagara Vinda, thì cũng dựa trên cái căn tính của căn cơ của chúng sanh trong làng này mà Đức Phật Ngài dạy về cái đức thanh tịnh. Và trong cái đức thanh tịnh mà Đức Phật dạy ở tại đây, không đơn thuần chỉ là một người rất là hiền lành hay là một người không có dính mắc, mà qua đó Đức Phật này nói trên cái chất liệu của trí tuệ, cái chất liệu của sự tu tập. Mặc dù Đức Phật không đề cập đến điều đó một cách rõ nét ở tại đây, như là những lần khác Đức Phật dạy về giới, định tuệ, về 30 pháp cỡ Bồ Đề chẳng hạn. Nhưng mà khi Đức Phật dạy rằng mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý suy nghĩ, mà không để cho tham, không để sân, không để cho si sân khởi, và không để cho tâm bị dao động, thì thật ra nó không có đơn giản. Dạ, nó không đơn giản là một người vào trong rừng sâu, một người sống ở trong một ngôi chùa mà tâm tư không có tiếp xúc với trần cảnh mà gọi là thanh tịnh. Mà trái lại, Đức Phật này dạy điều này đó, không phải để chúng ta quan sát người khác, mà chính bản thân của chúng ta cũng phải thấy rằng, trước nhất ở trên thực tế đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý đối với sắc thinh khí vị xúc, khi tiếp xúc không có dao động, không có bực bội, nó không phải là chuyện đơn giản, nó không phải là chuyện dễ dàng. Giống như bây giờ chúng ta ca tụng như vậy, rồi chúng ta làm được như vậy. Có nhiều người rất là dễ dàng để giữ cái tâm không có sân, nhưng mà cũng có những người rất là dễ dàng để tâm không có tham, nhưng mà lại dễ nổi tâm sân. Cái tham, cái sân nó dễ lắm. Chúng tôi thấy kinh nghiệm ở trong các trường thiền, các vị thiền sư thường nhắc á, có những người tu rất tốt, có nghĩa là họ vào trong chùa rồi họ không đi tham cầu ăn ngon mặc đẹp, nhưng mà họ lại hay bực bội, hay phiền giận. Giận là tại sao người khác không tu tốt như mình, giận tao mà người khác không sạch sẽ, giận tại sao người khác không lên đúng giờ, vân vân. Thì rõ ràng là cái chuyện mà chúng ta nói trên lý thuyết là thế nào sự thanh tịnh nó dễ, nhưng mà khi mà đề cập đến sáu giác quan với sáu cảnh và giữ tâm không có sân hận, giữ tâm không có ái nhiễm, giữ tâm không có si mê, là không phải là chuyện dễ. Và khi mà Đức Phật nêu lên điểm này, rõ ràng là nhân chúng ở xứ Nagara Vinda họ thấy được, họ thấy rõ được điều này hơn là cái sự ca tụng, sự xưng tán có tất cả hình thức ở bên ngoài. Và chính bản thân của họ đó là họ tìm thấy được một cái chuẩn mực, mà chuẩn mực ở trong lòng họ hiểu thật sự là khó. Tại sao vậy? Tại vì nhiều khi nó có cái chuyện người ta nói là chưa phải là A-la-hán, thì câu này của Đức Phật đó, chưa phải là A-la-hán rất khó biết người khác ai là A-la-hán hay không phải A-la-hán. Thông thường chúng ta ca ngợi các cái bậc gọi là linh thiêng, thì chúng ta cũng chẳng biết linh thiêng cái nào, thế nào là linh thiêng, hay là những cái người gọi là đại phước thì chúng ta cũng chưa biết rõ nào đại phước. Nhưng mà khi nói về một người mà có mắt thấy tắc sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân cảm xúc, mà không có tham, không sân, không si đó, thì chúng ta nói về việc này mình biết rất là rõ là khó, khó chứ không phải là dễ. Và trong cái khó đó, nó đòi hỏi sự tu tập. Trong cái khó đó đòi hỏi cái trí tuệ. Cũng cùng sự việc nó xảy ra, người ta chửi mình, họ chửi thẳng vào mặt mình, mà mình giữ được cái tâm không có sân, thì nó không có đơn giản đâu. Nó không đơn giản. Giữ được sự nhẫn nại không có đơn giản. Giữ được cái tâm không bị dính mắc, không bị trước cảnh đẹp, cũng không phải là đơn giản. Và ở trong đó nó phải ngoài cái chất liệu của cái nỗ lực tu tập, nó còn có cái chất liệu của trí tuệ. Và chẳng những vậy đó, mà cho dù là trong câu nói của Đức Phật thì tương đối rất là hàm súc, rất là ngắn, chứ không có dài. Vì quý vị đọc bài kinh này không dài, nhưng mà chúng ta chiêm nghiệm được cả một
cái hành trình về đời sống tinh thần, đó là mình khoan nói đến niết bàn, mình khoan đến cứu cánh giải thoát, mình là người tu đó, thì nên đặt ý tưởng ở một nội tâm ít bị dao động. Dạ, ít bị dao động. Ít bị dao động ở đây đó là khi mà tâm tiếp xúc với cảnh đó, không có khởi lên những cái nỗi sống ba đào của tham sân si, và ít bị dao động ở đây đó nó còn hé lộ cho chúng ta biết một sự thật khác là ở đâu có không dao động thì mới có khinh an, không có khinh an thì thực sự mới có an lạc không giải thoát được. Thành ra có nhiều người đi tu ở trong chùa mấy chục năm, và có nhiều người Phật tử học kinh rất là nhiều, nhưng mà chưa bao giờ có một lần trong đời mà mình ngồi xuống mình đánh giá được cái trạng thái tâm không có dao động vì pháp thế gian. Và nói như vậy không có mình nói thì nói trên đầu môi chắp lưỡi nó bình thường thôi, nhưng mà thật sự tâm không dao động vì pháp thế gian đó, nó là cả một cái mục đích, một lý tưởng tu tập, chứ không phải ở bên ngoài. Lấy ví dụ như không phải là mình vào trong chùa, đến lúc nào đó người ta gọi mình là thượng tọa, hòa thượng, đến lúc nào đó mình lên làm thiền sư, pháp sư, đến lúc nào đó mình có 5-7 kiển chùa, đến lúc nào đó có đệ tử là quan trọng đâu. Cái quan trọng nhất là cái tâm mình bớt dao động, bớt dao động vì pháp thế gian. Cái đó là cái rất là khó. Tại vì sao vậy? Con người mình nó dễ xáo trộn lắm, mình thấy vậy chứ. Mình dễ tham, dễ sân, dễ nổi đóng cái này cái kia. Nó là một cái trắc nghiệm lớn mà những người dân xứ Nagarabinda họ được nghe Đức Phật thuyết, và họ hiểu, và họ cảm nhận sâu sắc điều đó, rất là dễ hiểu trong đời sống. Dạ, rất đời sống. Khi mắt thấy sắc mà không để cho tham, cho sân, cho si sanh khởi. Bởi vì có nhiều khi chúng ta nghe Đức Phật này dạy những điều thoạt nghe thì rất là đơn giản, như hôm nay Đức Phật dạy về sáu xứ. Dạ, Ngài dạy về sáu xứ. Cái bài kinh này cũng nằm ở trong phòng sáu xứ, và thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và ý thức đó, nó là toàn bộ sự hiện hữu của chúng sanh. Sự hiện hữu của chúng sanh nó rõ đó là cái sự hoạt động của sáu giác quan, từ thị giác cho đến ý thức. Nhưng mà rồi trong cái sự sống đó đó, nó còn có nhiều cái giai đoạn, nó có nhiều cái trạng huống, và chúng ta là phàm phu mà không hiểu pháp bậc thánh, không tu tập thì khi mà căn cảnh thức gặp nhau thì chúng ta thường hay bị dao động. Cái dao động đó gọi là tham sân si. Tham sân si được ví dụ như là con đường gồ ghề, con đường không có dọn sạch, không có đổ xi măng, không có tán nhựa. Có một cái chữ mà ở trong tiếng Việt mà người Việt Nam mình hay nói sai đó là chữ đường truông. Dạ, đường truông. Đường truông theo người Bắc á, giống như là nói sợ truông nhà hồ, sợ phá tham gian á. Thì cái con đường truông là có đường chưa có, là đường mòn, đường chưa có khai phá, đường chưa là bằng phẳng. Cái tâm của mình không có tu tập á, đúng là giống như cái đường truông vậy đó. Tức là nó gồ ghề, nó khúc mắc. Trôi gồ ghề khúc mắc đó chúng ta thấy được. Ở trong kinh có nhiều khi dùng cái chữ gọi là hoang dã hay là hoang vu, như chúng ta nói tâm hoang vu đó, và sự hoang dã hoang vu đó, cái gì nó cũng có thể sanh khởi được hết. Và cái thế giới này là thế giới rất là phiền toái. Chúng tôi mới nói chuyện với một vị thầy làm trụ trì của một ngôi chùa, thầy nói là hồi xưa tại sao không biết tại sao mà thích làm trụ trì, chứ mình làm trụ trì rồi đó, thấy tâm chúng sanh nó phiền não quá, mình càng có sống gần với chúng sanh càng thấy phiền não. Thì thật ra mình nghe thầy nói chuyện thì mình thông cảm được, nhưng mà cái tiền tâm chúng sanh phiền não không phải là chuyện mới đâu. Muôn thuở hầu hết chúng ta đều là sống với tâm khoan vô, với tâm khoan giả, với cái tâm không có tu tập. Thành ra cái tâm đó Đức Phật gọi là tâm không có bằng phẳng, tâm đó là tâm không có thăng bằng, tâm đó là tâm dao động. Nên một cái thử thách rất lớn nhất của đời sống, và từ thử thách này chúng ta sẽ lường định ở bên ngoài, là ở trên đời ai nói giỏi, nói hay, là nói tu cao, tu thấp tới đâu, quan trọng là đối với cảnh tâm có phiền não hay không. Dạ. Cho dù mình ở cái địa vị nào, mình có sự thành tựu nào lớn, nhưng mà khi đúng cảnh mà tâm vẫn còn phiền não nhiều, thì lúc đó chúng ta vẫn còn có vấn đề. Và đó không phải là điều để chúng ta nghĩ về người khác, mà chính là một bài học rất lớn cho
cho cái đời sống nội tại, đời sống tu tập bản thân của mình. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Thưa quý vị, ngày mai này thì chúng ta sẽ trở lại với giáo trình Thắng Abhidhamma và vị giảng sư là Thượng Tọa Thầy Siêu. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm cái